Xin chào tất cả các bạn nhé. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đổi ảnh đại diện trên Zalo mà không ai biết nhé. Bước đầu tiên là bây giờ mình sẽ vào Zalo nhé. Sau đấy các bạn nhúp vào cá nhân này. Ở trong này thì bạn hãy chọn vào xem trang cá nhân đây ạ. Rồi bây giờ là mình sẽ nhúp vào ảnh đại diện. Ở trong này thì mình hãy chọn cái mục là chọn ảnh từ thiết bị nhé. Bây giờ mình sẽ chọn một tấm ảnh để mình làm ảnh đại diện. Rồi, mình sẽ chọn cái này đi. Rồi. Bây giờ mình sẽ cân chỉnh cho nó đẹp nhé. Cân chỉnh ảnh đại diện cho nó vừa khung để đẹp. Ở trong này thì có cái mục là chia sẻ lên nhật ký ấy. Như bình thường của mình thì nó đã tích xanh rồi đó. Nếu của bạn nào mà chưa tích xanh như thế này thì các bạn hãy tích xanh lên nhé. Rồi, sau đấy bạn ấn xong. Đấy, vậy là xong. Vậy là bạn đã chia sẻ ảnh đại diện của mình xong rồi ấy. Bây giờ mình sẽ thoát ra và mình vào phần nhật ký này. Mình loát lên ạ. Đây, vậy là ảnh đại diện của các bạn đã được cập nhật nhé. Bây giờ sau đấy là mình sẽ nhúp vào ba chấm này. Mình chọn cái phần là chỉnh sửa quyền xem. Ở trong này thì mình hãy chọn là mình chỉ mình tôi này nhé. Đây, các bạn đã chọn xong rồi ạ. Và khi các bạn chọn cái mình tôi này ấy, thì những người bạn của các bạn sẽ không nhận được thông báo là các bạn đã đổi ảnh đại diện và sẽ không like được ảnh và cũng như là không bình luận được trên tấm ảnh này nhé. Ok, vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách thay đổi ảnh đại diện trên Zalo chỉ mình tôi rồi nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.